Chào tất cả các bạn. Sáng nay ngày 26 tháng 7 năm 2024 ở thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết là mát mẻ, gió và hơi mưa lất phất một chút xíu. Ngày hôm nay là ngày tiễn đưa bác Trọng đi xa. Bầu trời hôm nay ngày 26 tháng 7 rất là ảm đạm, tiễn đưa bác lần cuối. Buổi sáng ngày 26 tháng 7 năm 2024. Cờ rủ trên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng ngày 26 tháng 7 năm 2024. Cờ rủ trên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là sáng ngày 26 tháng 7, sáng sớm, chưa đến 6 giờ.